chứ cha. Nếu mà anh Dĩnh 20 chuẩn mềm của Hoàng Sa 1 đảo Phú Lâm ha. Đảo Phú Lâm đảo lớn nhất trong quần đảo, bề dài bề rộng đó hả? Đảo Phú Lâm có vài cái dự định gọi là Phú Lâm đâu đảo. Có không, không có kinh độ phi độ hả? Đảo thôi, từ nãy giờ mấy bề dài bề rộng, bề dài bề rộng có vài cái dừa, có vài cái dừa. Ở đây chi mày âu sinh nở. Ôi trời, một lớp phân mà dài tới 5 cm. Quất hay cho nó ấn tượng. Không, cái đó để mình nói nhưng mà dài đi thú vị. Cá bê. Bà té. Rồi, bài đi thú vị. Này làm dấu.